Lâm Khánh Chi, đám cưới rình rang để cộng đồng LGBT không bị xem thường. Lâm Khánh Chi và ông xã đầu tư rất nhiều công sức cũng như chi phí cho ngày trọng đại của đời họ. Sau một thời gian hẹn hò, Lâm Khánh Chi và bạn trai kém tuổi đã quyết định xây dựng tương lai, tiến đến hôn nhân. Vừa qua, cô cũng liên tục chia sẻ về thông tin cũng như bộ ảnh cưới mà cô và ông xã cùng thực hiện cho ngày trọng đại nhất đời cô đến với người hâm mộ. Đám cưới nữ ca sĩ sẽ được bắt đầu vào ngày 27 tháng 12 là lễ nhóm họ và sáng ngày 28 tháng 12, lúc 7 giờ sáng sẽ tổ chức lễ đưa dâu tại nhà riêng quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngày 11 tháng 1 2018, cặp đôi sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng để chung vui cùng mọi người. Theo đó, nữ ca sĩ và ông xã đã đầu tư khá nhiều công sức và tiền bạc cho lễ cưới này. Cả hai đã bỏ ra hẳn 1,5 tỷ đồng để có được 15 chiếc váy cưới và 13 bộ vest để thay đổi trong ngày vui của mình. Đây là con số khủng nhất trong đám cưới nghệ sĩ từ trước đến nay. Tại tiệc cưới, cô muốn mọi người chìm đắm trong một không gian sang trọng và lãng mạn, nên nữ ca sĩ đã cho ekip trang hoàng đầy hoa tươi và nến. Vừa qua, khi trả lời phỏng vấn cho một trang báo điện tử, Lâm Khánh Chi đã nói đến lý do mà cô muốn có một cái đám cưới hoành tráng. Tìm được tình yêu thực sự rất khó và muốn mọi người nhìn người chuyển giới bằng con mắt khác. Chính vì vậy, Khánh Chi muốn làm một đám cưới lớn như vậy để cho cộng đồng LGBT và cộng đồng của Khánh Chi trở nên hãnh diện, cô bộc bạch. Chia sẻ về dự định sau khi kết hôn, nữ ca sĩ và ông xã sẽ cùng nhau kinh doanh quần áo vì đó là sở trường của cả hai. Ngoài ra, để tổ ấm thêm hạnh phúc hơn, cặp đôi lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo và nhờ người khác sinh hộ. Đây cũng là cách đảm bảo sức khỏe cho Lâm Khánh Chi. Nữ ca sĩ nhận được rất nhiều lời ủng hộ và chúc phúc khi tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Sau ly hôn, Thu Thủy liên tục gặp rắc rối vì bị chồng cũ đại gia hăm dọa. Nữ ca sĩ chỉ mong cuộc sống của hai mẹ con sẽ bình yên sau sóng gió hôn nhân mà cô vừa trải qua, nhưng có lẽ điều này vẫn chưa thành hiện thực. Vừa qua, cả showbiz Việt cũng như người hâm mộ như đứng ngồi không yên trước thông tin Thu Thủy đã ly hôn với chồng sau 17 năm hẹn hò và sống chung. Chính Thu Thủy là người công khai việc này đến với công chúng và mọi người ai cũng thương cảm cho trường hợp của cô. Theo đó, nguyên nhân chia tay được biết, ông xã của nữ ca sĩ quá tôn trọng chuyện tự do cá nhân và không dành thời gian cho vợ con. Trước khi công bố chuyện tan vỡ, Thu Thủy có vài lần bộc bạch nỗi bức xúc của mình trên trang cá nhân, nói về việc mình bị chồng dồn đến đường cùng. Dù không chỉ đích danh ai, nhưng nhiều khán giả cũng đoán được người mà cô nhắc đến chính là chồng cũ. Dường như mối quan hệ giữa cô và chồng cũ có nhiều vấn đề mâu thuẫn. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục đăng đàn, thể hiện sự bức xúc. Cụ thể cô viết, lúc con trai bệnh sốt cao cập nhật liên tục lên Facebook, sao không thấy ai hỏi thăm, còn hăm dọa tôi và mẹ tôi, làm ơn để mẹ con tôi được bình yên. Điều này cho thấy Thu Thủy liên tục bị đe dọa sau khi ly hôn với chồng đại gia, người mà cô dành cả thanh xuân đẹp nhất của người con gái cho họ. Rất nhiều lời bình luận động viên dành cho hai mẹ con Thu Thủy trong giai đoạn mệt mỏi. Nhìn thấy con trai bị thiếu thốn sự chăm sóc của cha, cô không thể cầm lòng được và quyết định dừng lại cuộc hôn nhân này. Đây chính là thời điểm mà Thu Thủy rất cần sự mạnh mẽ để xây dựng một cuộc sống thật tốt cho con trai, vừa được tròn 2 tuổi rưỡi. Bất ngờ trước diện mạo mới của Kevin Khánh sau đám cưới với Khởi My, Kevin Khánh làm cho người hâm mộ bất ngờ và rần rần trước hình ảnh mới nhất của anh. Mới đây trên trang cá nhân, Khởi My vừa chia sẻ hình ảnh cô tháp tùng ông xã Kevin Khánh đến cửa tiệm để cắt tóc cho anh. Theo đó, nam ca sĩ đã thay đổi từ mái tóc dài ngang vai sang một bộ tóc ngắn rất thời thượng. Kevin Khánh làm cho fan đốn tim bởi vẻ điển trai hết mức của anh. Trước đây, nam ca sĩ để mái tóc giống hệt bà xã, nhiều người còn trêu chọc rằng cả hai đang để tóc đôi với nhau. Kiểu tóc mới nhất mà Kevin Khánh vừa thay đổi được biết anh phải xin phép bà xã lắm mới được cô cho đi cắt tóc. Chính Khởi My cũng bất ngờ trước vẻ điển trai của chồng mình. Cách đây không lâu, Kevin Khánh cũng đưa vợ đi thay đổi kiểu tóc. Khởi My làm mọi người bất ngờ khi cắt đi mái tóc dài thương hiệu của mình thành mái tóc ngắn trẻ trung và năng động. Sau đám cưới được một tuần, vợ chồng Khởi My Kevin Khánh đã nhanh chóng cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Theo đó, cả hai đã sang Maldives, thiên đường ngọt ngào để bắt đầu kỳ nghỉ hạnh phúc. Khi trở về từ chuyến Maldives,
cặp đôi này không vội vã trở lại với sân khấu, mà cả hai lại tiếp tục di chuyển sang Thái Lan để tiếp tục hưởng tuần trăng mật. Hai vợ chồng vừa chia sẻ hình ảnh thưởng thức các món ăn đặc sản tại đất nước chùa vàng. Tiếp đó, vợ chồng Khởi My còn tiếp tục dùng chiếc mô tô nửa tỷ đồng để cùng nhau đi phượt với bạn bè đến thành phố Sương Mù. Hương Tràm lại đá xéo Chibu, ca sĩ mà nhảy đẹp hết thì người ta thuê dancer đi hát cho khỏe. Những chia sẻ mới nhất của Hương Tràm đã khiến nhiều khán giả cho rằng mâu thuẫn giữa nữ ca sĩ với Chibu vẫn chưa thể chấm dứt. Chiều 24 tháng 12, Hương Tràm bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân có nội dung: "Bé vui quá vì MV làm tặng fan cách đây tròn một năm được so sánh với MV hoàn thành cách đây vài tuần, thành công quá chứ hả?" Chia sẻ này của Hương Tràm đã khiến nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ tới Chibu khi MV mới của cô bị tố trùng ý tưởng với mỹ nhân sinh năm 1993. Đặc biệt, Hương Tràm còn nhấn mạnh việc nhảy nhót chỉ là bổ trợ cho giọng hát, và đối với cô, giọng hát vẫn là tiên quyết nhất. Điều này cũng khiến không ít khán giả nhận định Hương Tràm đang đề cập tới việc MV của cô mới ra mắt. Vấp phải nhiều ý kiến trái chiều rằng hình ảnh và vũ đạo không đẹp mắt bằng Chibu. Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Hương Tràm được cho đá xéo Chibu khi bị tố trùng lập ý tưởng MV. Mặc dù phía Chibu vẫn giữ thái độ im lặng trước mọi ồn ào xung quanh, thế nhưng mới đây Hương Tràm tiếp tục trả lời bình luận của khán giả lên trang cá nhân và có những phát ngôn được cho là cố ý đá xéo Chibu một lần nữa. Cụ thể, khi một khán giả cho rằng ca sĩ chứ không phải dancer, chuẩn rồi Tràm, giọng ca em gái mưa lập tức trả lời: "Ca sĩ mà nhảy đẹp hết giống dancer là người ta thuê dancer đi hát cho khỏe, chúng tôi mất nghề hả?" Bên cạnh đó, Hương Tràm còn trả lời nhiều bình luận của khán giả có ngụ ý đá xéo Chibu. Sau dòng trạng thái ẩn ý, Hương Tràm tiếp tục để lại bình luận với khán giả và cho rằng cảm thấy mình nên có một tờ báo riêng. Nữ ca sĩ còn bị cho đá xéo Chibu khi nói ca sĩ mà nhảy đẹp hết giống dancer là người ta thuê dancer đi hát cho khỏe. Chia sẻ này của Hương Tràm gây chú ý lớn, bởi sau khi MV Dance cô mới ra mắt đã vấp phải nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ nhảy không đẹp bằng Chibu. Hương Tràm cũng khẳng định nói một lần chứ không nói nhiều. Hiện mâu thuẫn của Chibu và Hương Tràm vẫn chưa có hồi kết và còn nảy sinh nhiều tình tiết căng thẳng hơn. Trấn Thành phát sốt và chuyện lạ sao Việt cũng phải rung lẫy bẫy trước Mỹ Tâm. Có quá nhiều đặc biệt để nói về Mỹ Tâm, từ sự nghiệp, giọng hát cho tới cả những kỷ lục khó lòng sô đổ. Nhưng nếu phải tìm ra một điều đặc biệt nhất mà ngoài Mỹ Tâm, gần như không một ngôi sao nào có được, thì đó chính là câu chuyện cô là thần tượng của rất nhiều những thần tượng khác ngay trong showbiz Việt. Không phải tới khi Văn Mai Hương viết một status dài và đầy háo hức kể lại câu chuyện được Mỹ Tâm cho mượn đồ diễn, người ta mới biết cô Cám là fan ruột của Mỹ Tâm. Nhưng cái cách bày tỏ tình cảm y hệt như một fan girl chính hiệu của Văn Mai Hương cứ vừa khiến người ta buồn cười, vừa xúc động với sự chân thành mà cô dành cho thần tượng của mình. Đọc những câu cảm thán "chị Tâm em yêu chị đúng là chị Mỹ Tâm của em rồi, có ai dám tin, người viết là thần tượng của hàng trăm hàng ngàn người hâm mộ Việt." Chuyện nghệ sĩ trân trọng nhau, quý mến nhau, thậm chí ngưỡng mộ nhau không hề xa lạ, nhưng tới mức sẵn sàng coi mình là fan của một sao khác, một cách chân thật và không hề ngượng ngập thì rất hiếm. Cái tôi của những người nghệ sĩ luôn rất lớn và đặc biệt khi họ trở thành thần tượng của đám đông. Sẽ là cực khó để họ hâm mộ chính người đồng nghiệp của mình, không chỉ vì họ cảm thấy mình đủ nổi tiếng, đủ tài năng, mà còn cả vì chút kiêu hãnh của một ngôi sao thần tượng. Ít nhất thì ở đâu đó cũng đang có vô số người kêu tên họ, vẫy tay với họ hay thậm chí là phát cuồng vì họ. Trách nhiệm và cả ánh hào quang lấp lánh của một ngôi sao sẽ khiến họ trở nên rụt rè và ngần ngại hơn rất nhiều khi quyết định bày tỏ tình cảm của mình theo cách đám đông vẫn hâm mộ họ. Chính vì vậy, chuyện những ngôi sao tuyên bố ngưỡng mộ nhau, thần tượng nhau thường chỉ là những câu chuyện xã giao đẹp đẽ. Nhưng với riêng Mỹ Tâm, cô lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Khi sở hữu cả dàn fan girl, fan boy mà mức độ nổi tiếng của họ cộng lại thậm chí còn vượt qua mình. Không chỉ một mình Văn Mai Hương, còn có rất nhiều những ngôi sao khác tình nguyện gia nhập fan club người nổi tiếng của Mỹ Tâm một cách đầy hào hứng. Còn nhớ, khi album Vol 9 của Mỹ Tâm chuẩn bị phát hành, hòa chung vào với sự háo hức chờ trông của cả triệu người hâm mộ, còn có cả rất nhiều ngôi sao Việt cũng đứng ngồi không yên chẳng kém. Khắc Việt, Quốc Thiên, Trung Quân Idol cũng gia nhập binh đoàn chờ đợi, còn Trấn Thành cũng phát sốt
và không ngần ngại dành những lời có cánh cho sản phẩm âm nhạc của cô ngay trên trang cá nhân của riêng mình. Có bao nhiêu ngôi sao khi ra sản phẩm mới được đồng nghiệp tình nguyện quảng bá, thậm chí là khen ngợi không ngớt, giống như Mỹ Tâm. Nhất là khi hình như cô và họ chỉ là những đồng nghiệp hết sức bình thường, không hơn không kém. Tài năng của Mỹ Tâm là một phần giúp cô chinh phục được đám đông, cả người hâm mộ bình thường lẫn những ngôi sao. Rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã phải thừa nhận rằng họ học hỏi được rất nhiều ở cô, từ kỹ thuật thanh nhạc cho tới cách làm việc chu đáo và chuyên nghiệp. Nhưng nếu chỉ nói riêng về góc độ ấy, Mỹ Tâm chưa hẳn đã là ngôi sao giỏi nhất. Có điều, đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong số lý do khiến những ngôi sao ngưỡng mộ cô. Còn nhớ đêm Giáng sinh năm ngoái, Mỹ Tâm đã khiến cả showbiz xôn xao với câu chuyện cổ tích được viết bởi chính mình, dừng xe và bước tới sân khấu từ thiện để hát. Bởi thấy chẳng ai quan tâm tới đơn nhạc bé nhỏ ủng hộ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Món quà Giáng sinh đặc biệt mà Mỹ Tâm gửi tặng tới cho những phận đời khó khăn này không chỉ khiến rất nhiều người xúc động mà còn giúp người ta phát hiện ra thêm nhiều người hâm mộ thầm lặng của cô trong showbiz Việt. Từ cô nàng là thần tượng của cả triệu người trẻ như Đông Nhi, rồi Lưu Hương Giang, Phủ Ngọc Đản hay cả chân dài Phạm Đình Minh Triều, họ đều không ngại ngần bày tỏ sự hâm mộ không giấu giếm tới người đồng nghiệp tuyệt vời của mình. Trong thế giới showbiz mà mỗi hành động đẹp đều có thể là một chiêu trò toan tính, mọi bức ảnh, đoạn clip đều có thể là sản phẩm của sắp đặt và mỗi lời khen ngợi đều phải rất đắn đo. Chuyện người ta tin tưởng và yêu quý Mỹ Tâm vô điều kiện cũng giống như một chuyện cổ tích giữa đời thường. Giống như cách cô vẫn mang những điều kỳ diệu tới cho người khác một cách vô tư như vậy. Có người từng lý giải rằng Mỹ Tâm nổi tiếng từ rất sớm, hơn 15 năm đi hát. Thời gian đó đủ để thế hệ những người hâm mộ của cô trưởng thành và trở thành những ngôi sao. Trên thực tế, điều đó hoàn toàn đúng. Có cả một thế hệ thần tượng sau này được bước ra từ những fanboy, fangirl của Mỹ Tâm một thuở, từ Khởi My, Đông Nhi, Thanh Duy, Subin Hoàng Sơn hay Kevin Khánh. Họ từng là người hâm mộ cuồng nhiệt của Mỹ Tâm một thời, từ khi còn là những cô cậu bé và chính cô đã là một phần ước mơ nghệ thuật của họ sau này. Tuy nhiên, giấc mơ thổ bé và hiện thực cuộc sống của thế giới giải trí là chẳng thể nào là một. Khi trưởng thành, có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với môi trường nghệ thuật, với ánh hào quang và cả những thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Câu chuyện hâm mộ năm nào rất có thể chỉ là những mơ mộng tuổi ngây thơ. Phía sau ánh đèn sân khấu, có bao nhiêu người đồng nghiệp đủ tài năng và cả sự tử tế để tiếp tục chinh phục sự ngưỡng mộ của những ngôi sao. Con số đó chắc chắn không nhiều, nhưng Mỹ Tâm luôn có một vị trí vững vàng không thay đổi. Khán giả từng bật cười khi thấy Thanh Duy rung lẩy bẩy khi gặp Mỹ Tâm. Còn Subin Hoàng Sơn, chàng hoàng tử trong lòng hàng vạn cô gái trẻ, lại hệt như cậu bé con khi đứng trước mặt thần tượng của mình. Nhưng sau những ngỡ ngàng căng thẳng ban đầu ấy, những chàng trai thần tượng của đám đông lại thêm phát cuồng vì Mỹ Tâm sau những lần gặp gỡ. Bởi hình như ngoài đời cô còn lấp lánh hơn cả trên sân khấu. Sự giản dị chân tình và cả sự tử tế toát ra từ Mỹ Tâm luôn là điều khiến người tiếp xúc với cô dễ dàng đổ gục. Cô không có thói quen nói những lời hoa mỹ hay có cánh, lại càng không bao giờ diễn xuất chiêu trò vì bất cứ lý do gì. Nhưng sự tử tế và nhân cách của cô, cách đối xử trước sau với từng đồng nghiệp bất kể lớn nhỏ vô danh hay nổi tiếng của cô thì đã được kiểm chứng từ rất lâu rồi. Để tới giờ này, Mỹ Tâm vẫn là nghệ sĩ hiếm hoi trụ lại vững vàng trong lòng người hâm mộ của mình trên tư cách của một thần tượng, ngay cả khi người hâm mộ của cô có trở thành những ngôi sao.